Ok anh Khánh, nghe thấy cô chưa con? Con nghe thấy rồi cô ạ. Dạo này ở chỗ con có ai bị cú va không? Có. Có à? Cẩn thận đấy nhá. Con phải cẩn thận không là con Nhưng mà về. con tiêm rồi cô ạ. Không mà con lây cho em bé. Em bé còn bé quá. Con vừa mới tiêm hôm trước xong. Tiêm cú ma hả? Vâng cô. Cú ma tiêm được à? Đây cô cũng bị cúm nhưng mà chắc không phải cúm A bởi vì cô bị mũi mất giọng rồi. Phải cẩn thận đấy nhá, không về lây cho em bé đấy. Được chưa? Mỗi bố con bị cúm được ạ. Bố con phải đi cách ly. Thế hả? Ok, tốt. Chịu khó giữ gìn sức khỏe cho mẹ với em bé. Được chưa? Nào, chúng ta sẽ đến với phần B nhá. Read and guess what Julia is talking about. Pasta sandwiches or fries. Có nghĩa là đọc và đoán xem là Julia đang nói về cái gì. Pasta sandwiches or fries. Pasta là gì hả con? Faster là nhanh ạ. Là gì? Không phải. Fast mới là nhanh, còn faster cơ mà. À, faster à là Mỹ. Chính xác, rất tốt. Đúng rồi. Thế vậy, hình ảnh thứ nhất nó sẽ là faster. Tiếp theo hình ảnh số 2 nó là gì con? Sandwich hay là fries? Sandwich. Sandwich, rất tốt. Đúng rồi, hình ảnh thứ ba sẽ là fry. Được chưa? Được chưa? Người ta quên mất không gì à? Tự nhiên để cô ghi vào. Cô đi cái từ sandwich con chưa kịp nói gì cô đã bảo đúng rồi cô ạ. Cô tưởng con bảo là sandwich. Con mới nói là sandwich cô ạ. Con Ok, chưa biết gì. được rồi. Ok, nào. Tiếp theo nhá. Nào, chúng ta sẽ bây giờ mình đã biết ba cái đồ ăn này rồi. Và con sẽ phải xem là bạn Julia đang nói về cái đồ ăn nào. Ví dụ nhá. Nào, đoạn văn số 1 này. Đoạn văn số 1 này, cô đọc nhá. Cô đọc sẽ không dịch bởi vì dịch thì ra mất. Cô đọc rồi đó Khánh đọc, rồi đó Khánh 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 đoán xem nào. Cái bạn này đang nói về đồ ăn nào nhá. Được chưa? Nào bây giờ cô đọc trước này. You can make this at home with eggs and flour, but I bought a bag from a shop. Put it carefully into very hot water and cook it for between 5 and 9 minutes. Giờ con đọc cho cô nghe. Ừ, đọc đi. You can make this at home with egg and flour. Flour. But I Đọc lại cho cô. Flour. flour. Ừ, ta từ từ. Bởi vì đang cần cải thiện việc đọc thì nên là bây giờ cô sẽ đọc một câu, sau đó con sẽ đọc theo cô nhá. But I bought a bag of this from a shop. Đọc đi Khánh. Khánh. But I bought a bag of this from a shop. But it carefully into very carefully into me very hot water water and cook it for between 5 and 9 minutes. Đúng rồi. Số 2 này. To make cold ones, put food like salad, eggs or jam between two pieces of bread. Some people like making hot one with cheese or meat inside. Nào bây giờ cô đọc từng câu và con đọc theo cô nhé. To make cold To make cold ones, ones, put food like salad, but food like salad, eggs or jam eggs or jam, between two pieces of bread. between two pie, two Pieces. spice Pieces. and pieces of bread. Đúng rồi. Some people like making hot ones. Some people like making hot ones. With cheese or meat Which is all meat inside. inside. Đúng Cô rồi. Ơi. từ từ fish fish set là gì Có ạ nghĩa là miếng, hai lát,
được chưa? Miếng là lát, Từ để từ, chọn từ để nào. con ghi đã. Con ghi đi. Miếng lát. Con ghi xong rồi. Ok, giỏi. Nào bây giờ con sẽ đoán xem là con xem là đoạn văn 1 bạn Julia đang nói về cái loại thức ăn nào? Một trong ba loại là pasta, sandwich hay là fries. Sandwich ạ. Được chưa? Và đoạn số 2 thì bạn Julia đang miêu tả cái đồ ăn nào? Con có hiểu không? Con có hiểu cô. Ok, được rồi, con làm đi. Làm xong hai đoạn văn này sau đó cô sẽ chữa nhá. Con xong luôn rồi. Thế. Nào, câu số 1. Con nghĩ câu số 1 con điền là con điền là pasta. Pasta. Nào, tôi làm cái này ở nhà với trứng và bột mì. Nhưng mà tôi mua cái túi này, nhưng mà bạn có thể làm cái này với trứng và bột mì, nhưng mà tôi mua ở một cái túi này ở trong một cửa hàng. Tôi đặt nó cẩn thận vào nước nóng và nấu trong vòng từ 5 đến 9 phút. Chính xác, nó là pasta. Đoạn số 2 con điền là gì? Rất giỏi. Số 2. Đoạn số 2 con điền là sandwich. Sandwich, chính xác. Đúng rồi, rất tốt. Ok. Nào, tiếp theo nhá. Con sẽ điền hoàn thành câu về cái món còn lại. Chúng ta sẽ có món còn lại. Đó chính là món gì? Fries. Đúng rồi. Và con sẽ phải điền để hoàn thành nó. Được chưa? Đó, con điền đi. Suy nghĩ và điền cho cô. Có thể là cái bài này nó sẽ khó đấy. Thế nên là cái chỗ trống nào không điền được thì cứ để lại nhá. Ví dụ này, to make these, you need. Để làm những cái này thì bạn cần. Con làm khoai tây chiên thì con sẽ cần gì? Con cần khoai tây. Thế số giống số 1 sẽ để là potatoes. Được chưa? Và sau đó con làm tiếp. Được chưa? Làm đi, suy nghĩ và làm. Sau đó cô sẽ chữa. Con sẽ làm trong vòng 3 phút. Sau đó cô sẽ chữa cô nhá. Cô làm mẫu rồi, con thêm một câu nữa đi cô. Ok, tiếp theo nhá. Bạn cần khoai tây này. Cái mà bạn sẽ như thế nào đó. Into thin pieces. Có nghĩa là thành những cái mảnh nhỏ. Thành những cái miếng nhỏ. Thì con sẽ làm gì thành cái miếng nhỏ? Con sẽ cắt nó ra cô thành sẽ các cắt. miếng nhỏ. Được chưa? Con sẽ dùng từ cắt. Được chưa? Tương tự như thế, con có làm được các câu còn lại không? Có ạ. Làm trong vòng 8 giờ 10 cô chữa nhá. Được chưa? Bắt đầu làm đi con. Cô, từ rán là gì hả cô? Từ nào con? Từ rán đi cô. Rán á. Rán, rán nha. Fry. Nó cũng là fry luôn. Được chưa? Fry dài ấy. Được chưa nào? Cô, food like có nghĩa là hoa quả, thích đúng thích hoa quả gì đúng không ạ cô? Không phải. Mọi người có thể ăn chúng với những cái đồ ăn như là like, ở đây có nghĩa là như là nhá. Được chưa? Nó không phải là thích, nó là như là đấy. Cô có xong rồi mà. Ok, nào. Tiếp theo con điền gì? Tiếp theo con điền là fry ạ. Fry. Cô chấp nhận đáp án fry của con. Cook là nấu, con cũng có thể sử dụng từ rán chiên cũng được. Được chưa? Cook là chế biến. Được chưa? Fry cũng được. Rất tốt. Nào, tiếp theo. Pasta. 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 Ok, chính xác. Pasta. And sandwich. Con ăn với sandwich à? Cũng được. Ăn với cái gì chả được, đúng không? Ok, tốt. Được rồi, làm đúng rồi đấy.
đáp án fry của con đều được chấp nhận nha. Được chưa? Nào, bây giờ con sẽ nghe nốt bài này cho cô nhá. Listen and tick the box. Được chưa? Sẵn sàng nghe chưa? Con sẵn sàng rồi. Ừ, nghe nhá. 14C. Are you hungry? Thirsty? Listen and look. 1. What can Julia have for dinner? What can I have for dinner, Dad? Would you like a bowl of soup and some cheese, Julia? Not really. I had that for lunch at Claire's house. Did you? Well, what about some meatballs with tomato sauce and rice? Can I have beans with some sausages? I like those much more. All right. 2. What did David have for lunch? What did you have for lunch at school today, David? A burger. What did you have with it? Fries? No, I was very good. I had a salad. Did you have a banana milkshake too? No, just a glass of water today. 3. What does Katie want for breakfast? Good morning, Katie. Are you hungry? Not very. What's for breakfast? I'm having eggs and tomatoes. Would you like some too? No. Just bread with jam, please. Okay. What about some orange juice or strawberry yogurt too? No, thanks. 4. What did Frank eat at the party? Did you enjoy the party yesterday, Frank? Yes. It was fantastic. We did puzzles and had a dance competition. But there wasn't any birthday cake. Oh, were there lots of different sandwiches to eat instead? No, only pizza. But it was delicious. It was as good as yours, Mum. Okay, đã nghe xong chưa con? Con nghe xong rồi cô. Ừ, cô chưa nhá. Câu số 1. Câu số 1 con điền A. Ừ. Chính xác, câu số 2. Câu số 2 con điền C. Chính xác, câu số 3. Câu số 3 con điền B ạ. Rất tốt, câu số 4. Câu số 4 con điền C ạ. Ồ, giỏi. Ok, đấy. Học hành nghiêm túc có vẻ rất tốt không? Ok, được rồi, giỏi lắm. Nào. À, cái gì nhỉ? Ừ, thứ năm hôm sau. À, cô bảo Khánh này, thứ bảy cô sẽ cho con nghỉ. Con có học bù được vào ngày mai không? Ngày mai để con xem học được không ạ cô. Ừ, ok, con xem nhá. Không là mình lại phải học vào chủ nhật, mà chủ nhật thì con muốn cô muốn kiểu nghỉ ngơi, các con được nghỉ ngơi ấy. Đó thì không muốn học vào cuối tuần. Đó thì con xem là thứ mai là thứ tư hoặc là thứ sáu con có học bù được không thì con bảo với cô nhá. Và thứ bảy con sẽ được nghỉ nhá. Mình đỡ phải học bù chủ nhật. Ok, được rồi. À, nếu mà có bài tập về nhà thì cô sẽ gửi trên Zalo nhá. Để cho hôm nay bài tập về nhà sẽ ít thôi. Hầu như là học thuộc từ mới thôi con nhá. Nếu mà cô không gửi thì con cứ mặc nhiên là bài tập về nhà chỉ có học thuộc từ mới nhá. Nhớ chưa? Được. Ok con, tạm biệt Khánh. Bye bye con. Con chào cô. Ừ.